Mẹ bánh nổ bánh đột viên không chết à? Một cái nổ không chết ta? Hư cấu ta? Mấy bình thường một cái nổ là chết chứ. Không có cái bóp nào mà cái bóp luôn bác sĩ. Cạch 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 tùm. Chết hết, chết hết. Mẹ thứ ba đi. Một ba hay là để đời. Ủa đâm thẳng đây luôn. Ừ đâm thẳng vào đây luôn. Ôi nó bắn mình kìa. Ô. Vãi. Đó cái súng này press được hả? Mẹ mình cày như đúng rồi á. Ok. Ok. Trời ơi. Ý là tôi bắn không tốt đâu tại bọn nó bắn dở chứ mà mờ hai ba cái thằng bắn dở tại lại chúng nó bắn dở thôi. Tranh khiêm tốn vậy. Thật, do hồi nãy nó bắn dở quá. Tại tôi bị chậm một nhịp mà tôi mới không hiểu không là tôi đang bắn frost nè, tôi cứ tưởng nó bắn auto, tôi nhấn một cái xong nó bắn được mấy viên xong nó dừng lại. Nên lúc đó tôi mới bị chậm mất một giây rồi tôi mới nhấp tiếp. Cú đó nó bắn hay là bọn nó là đã nó chưa chết rồi chứ không có giết được hai thằng đâu. Ủa? What the fuck single? What the heck hồi nãy tôi đã chỉnh sang cái kia rồi sao lại single? Really? Single. Single. Bạn nhìn xuống đi sai vậy. Không thấy mình giả bộ tiếp cận. Nó dưới ngay cục đá luôn á. Ờ ngay chỗ trước mặt trên đây luôn á. Từ từ trên đi. Nhảy xuống cái là thấy liền đó. Đứng. Ủa trời ơi làm tưởng làm pha hú hồn mà. Nó cũng xả xuống dưới đồi à. Mày. What? What? Trời ơi cái cây đỡ. What? Dạ cái gì vậy? Cây đế gì vậy? Ở quê, ở quê. What? What? Ủa nè. Mẹ. Nó chạy ra. Ủa, không rõ ràng nhắm vào nó đó mà kiểu chạy sao đạn. Vãi. What? Ờ, mà bắn vậy còn mít, cái này không phải là mít, bắn trúng nhưng mà đạn nó what the fuck. Ai cũng đéo biết nữa. Hello. Anh sinh năm bao nhiêu ta? Em sinh năm 97 anh. Con nhỏ, à? 97 con nhỏ. 97 mà con nhỏ á. Ủa không à. Đây là 21 tuổi rồi. Đúng rồi. Ok, một thằng ở hướng 120 ở cái cây phía xa với lại một thằng ở gần đây ở đâu đấy trước mặt em bởi vì nó đáp xe. Cây gần là cây nào vậy? Đó cây gần bên phải em ở trên đây. Ừ. Hay. Còn nữa à? Sao rồi? Còn đâu đấy? Còn không? Ở dưới. Còn dưới. Cây luôn. Cây nó luôn. Nó không cứu được. Còn đấy. Vâng, em không biết. Ờ, chết rồi. Chết rồi. Ôi, con bất gì. Ai thằng cây đi luôn á. Nó làm thính gì à? Có áp lưu em nè anh ơi. Ngay chỗ em này. Ờ, em bắn em nhặt đi. Em không giỏi. Ở đây mình có xe bắn kia cả xe máy rồi nè. Đấy, nhìn cái vòng kìa, vòng to như thế này còn 20 thằng ạ. chạy vậy mà. Có thấy ai đâu ta? Trên núi đúng không? À thấy à? Ờ, và lại gần nó mới thấy người cơ ở xa nó không thấy được. Không hẳn. Ở xa nó mất luôn này. Đây có tiếng xe. Xe. Phải đi nhầm chỗ rồi. Đấy còn một hàng. Ủa? À không, nó bị nóc. Nó bị nóc quá, còn... Xe còn chạy hướng khác rồi. Ờ, có xe khác nữa kìa. Xe chạy khu nhà bên trên kia kìa. Ủa? Đó, nó trong nhà luôn, còn nó trong nhà luôn. Còn những hai thằng đúng không? Ừ, hai thằng, một thằng trong nhà vàng. Cái thằng bên trái. Bên trái không thấy thằng bên trái đâu luôn nè. Bên trái nó trốn kỹ thế. Một bên trái, một phải. Phải là trong nhà. Trái trốn đúng kỹ luôn. Không di chuyển từ đầu game luôn. Chơi nhà vàng không? Từ nhà mình, ờ ok, bây giờ tôi để từ nhà. Ông nhắm nha, xuống luôn hả?
Ý. Rồi cái thằng cuối ở bờ biển bên kia. Đây nó quẹo qua đây rồi. Cái này cái hòm. Thấy nó ở đâu? Nó nằm á. Đây, đúng nằm rồi, nó nằm á, cẩn thận. Khó nhìn thật đi. Nằm trong bụi rồi, cái tầm này chắc phải nằm trong bụi. Này nhiều bụi lắm em. Để lên mấy con nết đã. Này có cái hòm. Nhưng mà thôi giờ này khỏi cần ốp rồi. Thấy cái gì vậy? Chân cần không có chứ. Ôi nào trốn luôn ngoài cái xe không ta? Ông ném smoke hay nó ném á? Tôi ném nhầm smoke á. Ok. Thì tôi biết đường tôi canh nó ở đâu mà. Đây tôi tăng cho đang giáp 3 này. Nằm mà mình nằm à. Ủa cho nó sao có cây ở trong đá ấy. Ê thấy rồi, đi đây nha. Ôi. Nice. David hậu. Đó trời ơi, mới trận đầu tiên mà top 1 rồi. Game này yếu. Dễ. Yếu.